Guys, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà của Unit 9, Lesson 4 nhé, cả lớp nhé. Number 1, read, tick, and color. Các con sẽ đọc giúp cô này. I like lions. Sau đó con sẽ chọn tranh, tick và ô đúng này. Sau đó con sẽ tô màu tùy thích nhé. Và number 2, tick the correct letter. Các con sẽ mở lại tất cả các từ về các đồ các con vật mà các con đã học nào. Sau đó thì các con sẽ xem là từ polar bear thiếu chữ E hay chữ A nhé. Monkeys, lions. Và number 3, listen and tick. Phần này thì cô sẽ gửi audio cho các con nghe và chọn đáp án đúng nha. Number 4, read and match. Phần này các con đọc toàn bộ câu hỏi của cột bên tay trái. Sau đó thì các con sẽ nối với các câu trả lời bên cột bên tay phải nhé. What animals do you like? What do you see? Is it a lion? No, it isn't. I like monkeys, but I see a lion. Các con sẽ xem câu hỏi.